Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 27, bài số 1. Điền số tích hợp vào chỗ chấm. 71, 75, 79, nó thấy tăng dần không? 71 tới 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 11, 82, 83, 84, 85. Ủa cái này lại nhầm rồi. Cái này nó cái không phải là cái hàng này là tiếp theo của hàng này. À như vậy thì cái này nó là hàng chính, như vậy thầy mới nhìn vô thầy tưởng là cái này là tiếp theo của cái hàng 8 này. Như vậy cái này là hàng chính ha. Và chỗ này chúng ta sẽ có là 91, 92, 93, 94, 95, 96 là tới 97, 98, 99, rồi 100. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài B. Viết các số 21, 23, 30, 54 hoặc là 54, 83, này là 75, 47, 100, 19, 98. Chúng ta qua tiếp theo là câu C. Viết các số 26, 32, 23, 48, 50, 38, 41. Câu A theo thứ tự là từ bé đến lớn. Vậy là từ bé đến lớn là chúng ta viết con số nhỏ ở đây, số bé ở đây, số lớn ở đây. Và chúng ta sẽ dựa vào là cái hàng chục, đây là hàng chục 2, 3, 2, 4, 5, 3, 4. Và chúng ta thấy có hai hàng chục 2, đây là 26 này, 23. Và chúng ta sẽ có là 23 này. Là tới 26 này. Rồi chúng ta tới hàng chục 3 là 32 này. Rồi là 38 này. Rồi. Tiếp theo là ta hàng chục là 4 là 40, 11 này. 48 này. Rồi là 50. Theo thứ tự là từ lớn đến bé, chúng ta viết ngược của dãy này lại như là 50. Được không? Rồi là 48. Rồi là 41. Rồi là 38. Rồi 32. Rồi 26. Rồi 20, 23. Chúng ta qua bài số 2, tính 40cm ta cộng với 20cm như vậy là bằng là 60cm. 17 mà ta trừ cho 4 là bằng là 13. 13 ta cộng với lại là 3 này là bằng là 16. Câu C. 5 ta cộng 2 là bằng 7. 5 ta cộng 2 là bằng 7. 4 cộng 1 là bằng là 5. 6 cộng 3 là bằng là 9. 8 ta trừ cho 6 là bằng là 2. 9 ta trừ cho 7 là bằng là 2. 4 ta trừ cho 2 là bằng là 2. 7 ta trừ cho 5 là bằng là 2. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Điền số tích hợp vào trống theo mẫu. Này là 44. Đây là số 4 nữa thì đơn vị là 4. Số 4 này hàng chục là 4 chục là 40. 76 là số 7 này hàng chục là 70. Này là 6. Nào. 54 là 50. Số 5 là hàng chục là 50 và 4. Này số 2 là hàng chục là 20. Này là số 3. Cái này là số 3 hàng đơn vị và số 90. Bài này 70, 79, số 9 là hàng đơn vị và 7. 70 là hàng chục. 3, cái này là 60. Cái này là 9, cái này là 30. Cái này là 9, cái này là 80.
Cái này là 8. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đúng thì ghi D, sai thì ghi S vào trống. 60 ta trừ cho 50 là bằng là 10. Đơn vị là cm, cm. Nhà cái này là đúng. Bài này 80 cm ta trừ cho 30 cm bằng là 50 cm. Nhà cái này là đúng. 50 cm ta trừ cho 40 cm thì là bằng 10 cm, mà đây 20 cm là sai. 90 mà ta trừ cho 50 là bằng là 40 cm, nhà cái này là đúng. Chúng ta qua bài số 5. Câu A, viết tiếp vào bài giải. Tổ 1 hái được 25 bông hoa, tổ 2 hái được 23 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa? Ta lấy hai số này chúng ta sẽ cộng lại nhau. Số bông hoa cả hai tổ hái được là, ta lấy 25 ta cộng với lại 23. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 25 và ta cộng với lại là 23. 20 15 ta cộng với lại 20 13 là bằng là 40 18 bông hoa. Đáp số là 48 bông hoa. Chúng ta qua bài B. Một cửa hàng có 45 cái mũ, đã bán đi là 30 cái, hỏi cửa hàng còn lại là bao nhiêu cái mũ? 45 cái mà ta bán đi 30 thì chúng ta sẽ lấy là 45 ta trừ cho 30. Số cái mũ cửa hàng còn lại là, số cái mũ cửa hàng còn lại là ta lấy 45 ta trừ cho 30 bằng 10 15 cái mũ. Đáp số 10 15 cái mũ. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, tích hợp vào chỗ chấm. Này là 40 ta cộng với 46 thì là bằng là 86. Này là 86 thì bằng nhau. 45 lớn hơn 50. À 40 ở đây 54 với 54 lớn 45, tại vì cái hàng chục là 5, cái này hàng chục là 4 nào. 95 lớn hơn là 79. 22 bằng 22. Cái này chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Được là 98. 99 lớn hơn 98. 60 bé hơn là 70. Bài số 7. À, chúng ta lấy cái gì chỗ này ta cộng với chỗ này là bằng 29. Và chúng ta sẽ lấy là 20 ta cộng với 9 là bằng là 29. Rồi cái này chúng ta trừ. Trừ thì cái này chúng ta sẽ, người ta không yêu cầu gì hết, thì chúng ta sẽ lấy là 10, 18 ta trừ cho 1 là bằng là 17. Bài học này chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào có thể cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.